Kính chào quý vị khán giả. Chiều nay mây dông mạnh lại phát triển ở khu vực Tây Nguyên, Nam miền Trung và Nam Bộ. Những nơi có màu cam đỏ là những nơi đã có mưa kèm sấm sét dông lốc. Dự báo là mưa dông sẽ còn xảy ra trong vài ngày tới ở đây. Nguyên nhân là do rãnh áp thấp vắt ngang qua Trung Bộ đang hoạt động. Mưa dông tập trung nhiều nhất vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa là 20-40mm và có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió giật xảy ra nhanh và mạnh, có thể cuốn các vật dụng như là mái tôn lên cao, mắc vào các đường dây truyền tải điện, gây mất điện diện rộng. Người dân sinh sống gần hành lang lưới điện quốc gia nên kiểm tra, gia cố mái tôn, biển hiệu chắc chắn để hạn chế tối đa sự cố điện. Bắc miền Trung, ngày mai suốt từ Huế trở ra Thanh Hóa đều ít mây và nắng nhiều. Quý vị sẽ thấy nóng rõ khi mà nhiệt độ các thành phố tăng lên 32-33 độ. Còn với miền Bắc, dự báo ngày mai, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái và Hòa Bình xảy ra nắng nóng 35 độ. Thủ đô Hà Nội và các thành phố còn lại trong khoảng 32-34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang có mưa dông mạnh kèm nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.